tìm Khai Yo chiếc xe buýt nhỏ trên YouTube. Thử thách phi thường của Rogi. Rogi đang cố chọn những thử thách xung quanh mình với mong muốn cậu ấy có thể xuất hiện ở cuộc thi trên TV cùng những chiếc xe khác. Rogi đi cùng Lani và cậu ấy có gắn camera bên mình để quay lại những khoảnh khắc đó. Thử thách đầu tiên của Rogi là chở nhiều hành khách nhất có thể. Thử thách thứ hai là thổi tắt nến bằng cách xì hơi, nhưng thất bại. Không nản chí, Rogi thực hiện thử thách thứ ba bằng cách không tắm trong thời gian lâu nhất. Tiếc là lần này mưa đã không giúp cậu ấy. Lúc Lani đề nghị Rogi dừng thử thách, Rogi tìm thấy thử thách mà cậu ấy mong chờ bấy lâu. Sau khi Lani chứng kiến Rogi chạy bằng một bên bánh, cô ấy đề nghị Rogi làm thử việc mà cậu ấy giỏi nhất, đó là chỉ chạy bằng một bên bánh. Đi nào Rogi! Cuối cùng thì Rogi cũng làm được tốt việc đó. Rogi rất thất vọng và đốt mình trong gara vì cậu ấy cho rằng mình không giỏi với những thử thách. Liệu Rogi có tiếp tục các thử thách khác? Hãy đón xem các tập phim Thay Giờ vui nhộn. Lani, xe buýt du lịch mới. Chiếc xe buýt du lịch mới mà đạt 100 điểm khi làm bài kiểm tra ngay từ đầu là ai thế? Lani lên tiếng. Chào mừng các bạn đến với nhà để xe Lani. Bạn ấy nhìn có vẻ như một chiếc xe buýt học sinh ngoan, bởi vì tất cả những gì bạn ấy muốn làm là luyện tập và luyện tập. Lani có vẻ rất thông minh và đã sẵn sàng. Nhưng mặt khác, bạn ấy có vẻ hơi lo lắng khi bạn ấy chuẩn bị cho một chuyến chở hành khách đầu tiên của mình. Sau chuyến đầu tiên, Sito lo lắng cho Lonely vì dường như Lonely chưa sẵn sàng để chở khách. Sau đó, Hanna đã khuyên Sito để nhắc chú ấy nhớ về lúc mà chú ấy mới làm xe buýt du lịch. Liệu Lonely có trở thành chiếc xe buýt du lịch thành phố tuyệt vời như Sito được không? Trong sao đêm nhiễm màu,
sao xa rất là xa, vẫn chiếu lung linh như viên ngọc. Kìa vì sao lấp lánh bé xinh, em ngắm trong sao đêm nhiệm màu. Kìa vì sao lấp lánh bé xinh, em ngắm trong sao đêm nhiệm màu. Tít trên cao xa rất là xa, vẫn chiếu lung linh như viên ngọc. Kìa vì sao lấp lánh bé xinh, em ngắm trong sao đêm nhiệm màu. Oh yeah. We'll be right back.